Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Miền Tây Daily. Chiều nay, ngày 7 tháng 9 năm 2021, mình xin chia sẻ một số tin tức như sau. Đầu tiên là thông báo số 98 ngày 7 tháng 9 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 phường Vĩnh Quang. Thông báo về việc truy tìm các trường hợp tiếp xúc gần với người nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn phường Vĩnh Quang. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 phường Vĩnh Quang thông báo tìm người có liên quan đến các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, cụ thể như sau. 1. Bà B.T. Liên, địa chỉ số 9 Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 2. Bà N.B. Thảo, địa chỉ số 9 Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 3. Bà N.T. Chi, địa chỉ số 13 Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 4. Bà N.L.A. Thư, địa chỉ số 13 Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 5. Bà N.T.B. Quang, địa chỉ số 13 Hai Bà Trưng, thành phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 6. Bà N.V. Dinh, địa chỉ số 13 Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang thông báo đến những ai tiếp xúc với các trường hợp nêu trên từ ngày 22 tháng 8 năm 2021 đến ngày 5 tháng 9 năm 2021 nhanh chóng liên hệ với trạm y tế gần nhất để khai báo y tế theo quy định. Các cái số điện thoại để liên hệ của cán bộ trạm y tế mình để trên màn hình. Trên đây là thông báo truy tìm người có liên quan đến các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn phường Vĩnh Quang của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đến mọi người dân được biết. Ký thay trưởng ban, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trần Thị Thanh Thúy đã ký. Tiếp theo là quyết định số 306 ngày 7 tháng 9 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Kiên Giang, quyết định thiết lập vùng cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Giang Thành. Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định Điều 1. Thiết lập vùng cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 tại xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, cụ thể như sau. 1. Địa điểm Tổ 1, ấp Tây Nam, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, từ nhà ông Lê Văn Ngót đến nhà ông Phạm Văn Lũy. 2. Thời gian thiết lập kể từ 8 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2021 cho đến khi kiểm soát và xử lý triệt để ổ dịch COVID-19, tối thiểu là 14 ngày. Ký thay trưởng ban, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Lưu Trung đã ký. Tiếp theo là tin thích ứng an toàn để trở lại cuộc sống bình thường mới từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 năm 2021. Ngày 6 tháng 9 năm 2021, Tiểu ban Truyền thông Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành kế hoạch số 4 KHTBTT, kế hoạch truyền thông chống dịch COVID-19 từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 năm 2021 với thông điệp thích ứng an toàn để trở lại cuộc sống bình thường mới. Theo kế hoạch, Tiểu ban Truyền thông thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 yêu cầu tiếp tục truyền đi thông điệp về công tác phòng chống dịch đang đi đúng hướng, phù hợp với các diễn biến tình hình và điều kiện thực tế của nước ta, các giải pháp đồng bộ về giãn cách xã hội, điều trị, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự được người dân đồng tình, đặc biệt với việc lấy xã, phường, thị trấn làm pháo đài, đảm bảo mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế từ sớm, từ xa, ngay tại xã, phường, thị trấn. Công tác điều trị đã có những kết quả tích cực trong việc hạn chế các trường hợp tử vong. Truyền đi thông điệp Việt Nam luôn nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, trong đó luôn cầu thị lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, chú trọng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Trong đó có doanh nghiệp nước ngoài bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, có kế hoạch phục hồi, kinh tế, thích ứng an toàn với dịch bệnh trên tinh thần sản xuất phải an toàn để sản xuất. Truyền đi thông điệp thay đổi thói quen, nâng cao ý thức tiếp tục sống đối với người dân, doanh nghiệp cụ thể. Cuộc sống với virus SARS-CoV-2 luôn ở trong cộng đồng,
đòi hỏi phải điều chỉnh và giảm bớt nhiều hành vi sinh hoạt có nguy cơ lây nhiễm cao như tụ tập nhậu nhẹt, tụ tập đông người. Đối với những việc cần triển khai từ ngày 7 tháng 9 năm 2021 đến ngày 14 tháng 9 năm 2021, các cơ quan báo chí, truyền thông, thông tin có phân tích, lý giải kỹ về các ý kiến chỉ đạo, kết luận của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác phòng, chống dịch, sự thấu hiểu, khó khăn của doanh nghiệp, nhân dân để phấn đấu quyết liệt hơn, nỗ lực hơn, quyết tâm kiểm soát, dập dịch được sớm nhất, đem lại cuộc sống bình thường mới cho nhân dân, trong đó có trẻ em được đến trường đúng nghĩa. Thông tin về sự nỗ lực, quyết tâm của các địa phương đang thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội. Các lực lượng tuyến đầu, các tình nguyện viên, sự hưởng ứng, đồng tình, vào cuộc, chia sẻ, thông cảm của nhân dân để thực hiện mục tiêu chống dịch và phát triển kinh tế, xã hội. Có các bài viết, phóng sự chia sẻ bài học, kinh nghiệm, cách làm hay về phòng chống dịch COVID-19 của các địa phương, địa bàn đã và đang kiểm soát tốt dịch bệnh. Thông tin về từng bước khôi phục và đẩy mạnh sản xuất tại các địa phương kết thúc giãn cách xã hội, đảm bảo an toàn và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch tại khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục thông tin để người dân chấp nhận các quy định về phòng chống dịch, các quy định về giãn cách, cách ly, ai ở đâu ở đó, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với diễn biến của dịch bệnh và sự nguy hiểm của dịch để tham gia phòng chống dịch tích cực, hiệu quả. Tuyên truyền về chống dịch như chống giặc, lấy xã, phường, thị trấn làm pháo đài, người dân là chiến sĩ, nhân dân vừa là trung tâm phục vụ, vừa là chủ thể thực hiện, chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân. Hướng dẫn thêm các kỹ năng cụ thể để bảo vệ bản thân trước dịch bệnh, bên cạnh các tiêu chí đã ban hành, trong đó đặc biệt chú trọng vệ sinh thường xuyên khoang mũi và họng. Kịp thời phản bác các thông tin trên mạng xã hội về các thảm trạng xã hội do dịch COVID-19 gây ra, không để người dân bị tác động tiêu cực, phản bác các luận điệu xuyên tạc, kích động, sai sự thật về phòng chống dịch COVID-19. Bản tin chiều nay của mình đến đây xin kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để nhận được thông báo sớm nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang cũng như những tin tức có liên quan. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.